Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết chết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Tất cả các ngôn sứ đã đổ ra tử đạo, từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, những nhà thông luật, các người cất giấu chìa khóa sự hiểu biết, các người không đi vào, mà những kẻ muốn vào các người ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm qua chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nguyền rủa những người pha-ri-sêu, và đoạn cuối có rủa người thông luật. Và bài tin mừng ngày hôm nay là lời nguyền rủa của Chúa Giêsu dành cho những người thông luật. Chúa Giêsu cũng dùng từ khốn rất là nặng để mà nói về những người thông luật. Những người thông luật là những người xem chừng ra là những người hiểu biết lề luật, và thường những người thông luật này bắt người khác làm những điều mà luật đưa ra. Thế nhưng rồi chúng ta thấy bài đọc mà chúng ta vừa đọc với nhau đó, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Vì vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện. Dựa vào luật mà hãnh diện, vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng ta nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những điều luật dạy. Đấy, chúng ta thấy cái điều quan trọng đó là sống cái niềm tin, chứ không phải là cái điều mà giữ luật. Dĩ nhiên luật giống như một cái hành lang, giống như một cái hàng rào ở bên đường để cho chúng ta đi, chúng ta đừng có vấp vào. Luật đưa ra để mà giữ chúng ta khỏi có vướng vào, khỏi có va vào những cái hàng rào đó, hoặc là rơi xuống vực, chứ không phải là cái chuyện quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Cái chuyện quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu của chúng ta đó là niềm tin. Niềm tin vào Thiên Chúa, chứ không phải là dựa vào những cái luật. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều người vụ luật, cứ hở là phải đưa ra cái luật này, luật kia, rồi coi người khác có vi phạm luật hay không. Vấn đề lớn của chúng ta đó là niềm tin. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhìn lại niềm tin của tất cả chúng ta. Giữa cái cơn đại dịch này, chúng ta thấy vì hoàn cảnh xã hội không có thánh lễ tập trung, đó là một cái mất mát lớn. Nhưng mà ngược lại, đó cũng là một cái thử thách cho niềm tin Kitô hữu. Có nhiều người đi lễ cũng chỉ vì thói quen, có nhiều người chỉ đi lễ vì một cái lý do nào đó, vì một cái mục đích nào khó đó, chứ còn ở bên trong nội tâm của họ thì không có. Bởi vì cái chuyện thánh lễ không phải chỉ là tham dự, nhưng mà quan trọng hơn đó là cái thánh lễ nối dài của đời người Kitô hữu. Chúng ta thấy thử thách gian nan giữa cái cuộc sống ngày hôm nay, cơm áo gạo tiền, giữa một cái xã hội mà gọi là gian dối,
Người Kitô hữu hơn lúc nào hết lại được mời gọi sống làm chứng nhân giữa cái cuộc đời này, sống chứng nhân cái niềm tin vào Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy quá khó, giữa cái cơn sóng xô này, đặt tới cái niềm tin của chúng ta vào Chúa, chúng ta thấy nó hơi mệt mỏi. Bởi vì Chúa ơi, tại sao Chúa lại để dịch như vậy? Tại sao Chúa lại để cho vất vả như vậy? Tại sao Chúa để cho cuộc sống khó khăn như vậy? Và lúc đó niềm tin của chúng ta càng bị thử thách. Chúng ta nhiều lần, nhiều lúc chúng ta cũng tự hỏi rằng, Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Mà tại sao Chúa lại để cho cái hoàn cảnh này nó xảy ra như vậy? Và chính trong lúc ấy, cái niềm tin của chúng ta được mời gọi, được thử thách. Có một cái bài hát Dấu Chân Trên Cát, không biết mấy đứa có nghe chưa. Cái nội dung bài hát đó là: một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi đồng hành trên bãi biển hoang. Và những lúc mà trời đẹp, tôi thấy có bốn dấu chân, bởi vì tôi cùng với Chúa đi dạo ở bờ biển. Nhưng mà tôi lúc mà thấy trời sóng gió thì tôi lại thấy có hai dấu chân thôi. Và nhìn lại cái, chiếu lại cái nằm mơ, cái khoảng thời gian mà sóng gió đó có hai cái dấu chân đó, thì tôi mới hốt hoảng, tôi mới hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ con? Tại sao lúc mà trời đẹp thì Chúa đi chơi với con để có thấy bốn dấu chân ở trên cát, nhưng mà tại sao những lúc sóng gió thì con lại thấy có hai dấu chân? Lúc đó Chúa mới nói rằng: những lúc mà sóng gió đó chính là những lúc mà ta đang bồng bế ngươi trên tay, nên ngươi chỉ thấy còn có hai dấu chân trên cát thôi. Những lúc mà vui thì ta với ngươi cùng vui, nhưng mà những lúc sóng gió thì chính ta đã bồng bế ngươi trên tay. Để với tất cả những hình ảnh đó mà củng cố niềm tin của mình vào Chúa, để mình thấy rằng có những lúc mình tưởng rằng Chúa bỏ mình, nhưng mà thật sự ra trong những lúc sóng gió của cuộc đời, chúng ta được Chúa bồng bế trên tay. Chúng ta thấy chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhiều người vẫn còn lao đao hơn chúng ta. Chúng ta dù cuộc sống chúng ta vẫn có khó khăn đó, nhưng mà chúng ta vẫn hơn được nhiều người lắm. Đó là một cái quà tặng, đó là một ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Để khi mà trong cái lắng đọng, trong cái tĩnh lặng, chúng ta thấy chúng ta may mắn hơn nhiều người, để chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Chúa nơi chúng ta. Chúng ta khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Chúa hiện bây giờ, giữa cái lúc sóng gió này, Chúa đang bồng bế mỗi người chúng ta trên tay đấy. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có tin hay không? Chúng ta có nhận ra cái tình thương của Chúa hay không? Hay là như những người thông luật, họ chỉ biết dựa vào luật, họ chỉ áp dụng luật để mà họ coi người khác có giữ luật hay không? Nhưng mà ở cái chuyện giữ luật đó, nó là một cái sáo rỗng, nó không có một cái niềm tin vào Chúa. Cũng giống như là cái việc mà Chúa nói đó, họ xây lăng cho các thủ lãnh, họ xây lăng cho các tổ tiên, là chính họ tố cáo cha ông của họ đã giết những người ngôn sứ, những người mà nói về Chúa. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta cũng giữ luật ở bên ngoài, chúng ta chỉ hình thức vụ luật, chúng ta cũng chăm chăm chú, chúng ta cứ bám theo luật, nhưng mà chúng ta không hiểu ra cái tinh thần của luật. Trên hết, cái luật đó là cái luật tình yêu, đó là cái luật yêu thương, đó là cái niềm tin của chúng ta vào Chúa. Chúng ta sống trong một cái tập thể, chúng ta sống trong một gia đình, chúng ta sống trong một cộng đoàn, thể hiện cái niềm tin, cái tình yêu của chúng ta bằng chính cái hành động của chúng ta. Chúng ta nói yêu Chúa, chúng ta nói yêu anh chị em chúng ta bằng chính cái hành động của chúng ta hơn là nói. Bởi vì nói thì ai nói cũng được hết, nhưng mà vấn đề lớn là quan trọng là sống cái niềm tin, sống cái tình yêu Chúa. Mà giữa cái cơn thử thách cuộc sống này, ai ai chúng ta cũng có một cái gọi là cái tôi. Chúng ta sống theo cái chủ nghĩa cá nhân của chúng ta, ích kỷ, chúng ta không biết quan tâm, chúng ta không biết yêu thương người khác. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta có thêm niềm tin. Và trong ngay trong lúc này, chúng ta thấy chúng ta vẫn may mắn hơn người khác.
là chúng ta vẫn được tham dự thánh lễ, chúng ta vẫn được hiệp lễ. Đó là chúng ta được may mắn hơn để chúng ta kết hợp với Đức Kitô nơi bàn tiệc thánh thể, và nơi chính Đức Kitô nơi bàn tiệc thánh thể này ở trong tâm hồn của chúng ta, để biến đổi chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta tin, chúng ta yêu Chúa hơn. Và cái niềm tin, cái tình yêu Chúa đó, Chúa mời gọi chúng ta thể hiện ra ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tương quan với người khác, chúng ta sống yêu thương với người khác hơn. Đó chính là chúng ta thể hiện được cái niềm tin. Và chúng ta nên nhớ đó, trở nên không công chính không phải là nhờ lề luật, mà trở nên công chính là nhờ niềm tin. Mà niềm tin ấy được mời gọi sống diễn tả bằng cái thái độ sống của chúng ta với người khác. Chúng ta yêu thương, chúng ta phục vụ, chúng ta quan tâm tới người khác. Đó là cái cách mà chúng ta thể hiện cái niềm tin của chúng ta vào Chúa và cái tình yêu của chúng ta vào anh chị em của chúng ta.